Kính chào quý khán giả, chào mừng quý khán giả đến với Ăn Dập Miền Tây. Một chương trình hoàn toàn mới sẽ đưa chúng ta đến những món ăn hấp dẫn trên khắp miền Tây. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì Khánh Linh đang có mặt ở một địa điểm rất nổi tiếng của thành phố Cần Thơ, đó chính là chợ nổi Cái Răng. Nhưng món ngon thì không thể nào thiếu bạn Hiền, đúng không ạ? Cùng đồng hành với Khánh Linh trong hành trình ngày hôm nay đó chính là MC diễn viên Lê Minh Ngọc đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào Khánh Linh và xin chào quý vị khán giả của chương trình Ăn Vặt Miền Tây. Ngày hôm nay cảm thấy rất là may mắn khi mà Minh Ngọc được mời đến và tham gia cùng với một chương trình rất là mới của Khánh Linh đang giới thiệu ở đây. Nhưng mà điều đặc biệt là không biết ngày hôm nay Khánh Linh sẽ đưa Ngọc đi đâu đây, rất là mong chờ. Vậy thì còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay thôi. Chẳng ai biết đích xác chợ nổi Cái Răng ra đời từ lúc nào, và cũng không ai biết từ bao giờ nơi đây đã xuất hiện mô hình dịch vụ ăn uống trên những ghe xuồng di động thế này. Có điều ăn sáng trên chợ nổi Cái Răng từ lâu đã trở thành một nét sinh hoạt, điểm nhấn thú vị cho du khách tới đây, như là sự chấm phá độc đáo cho bức tranh văn hóa ẩm thực của miền sông nước. Trên bờ có thức ăn gì thì dưới đây hầu như cũng có đủ. Nhiều nhất vẫn là các món hủ tiếu, mì, cháo, bánh canh. Và đặc biệt, món ăn đã làm nên thương hiệu cho chợ nổi Cái Răng, đó chính là tô bún riêu. Đây, các bạn có thể thấy là một tô bún riêu rất là đầy đủ như là mình ăn bình thường ở trên bờ luôn. Có rau, ớt, mắm, xương, huyết, thịt. Rất là nhiều rau nữa. Ngọc ơi, Ngọc thấy có ngon không Ngọc? Ngon chứ sao không ngon. Nói thật nha, Ngọc nghĩ á, là nếu mà ai mà chưa có được một cái lần nào ăn sáng mà cái kiểu bồng bềnh như vậy nè, nên trải nghiệm thử ở chợ nổi Cái Răng. Bởi vì những cái món ngon ở đây á, thực ra là ở trên cái khu vực của thành phố Cần Thơ mình rất là dễ tìm được. Nhưng cái quan trọng nhất là mình được ăn ở cảm giác bồng bềnh như vậy là một điều rất ư là tuyệt vời luôn. Mình nói thật, cực kỳ ngon và rất là thoải mái, và mình có cảm giác rất là thú vị khi được ăn sáng kiểu như thế này. Ăn sáng thế này có khi ăn đến mấy tô vẫn chưa no. Tin tôi đi, cứ chồng chành và lắc lư dạo một vòng chợ nổi thì xem như bạn vẫn chưa ăn gì. Những món ăn bình dị nơi này coi vậy mà cũng hút hồn bao du khách phương xa. How do you feel about the breakfast? Very good. Yeah, really good. Quite interesting to eat that in the morning because we are not used to it. Ngọc ơi, mình ăn sáng rồi thì chắc chắn không thể thiếu là uống cà phê sáng đúng không? Đúng rồi. Ủa, bốc khói luôn kìa. Trái cây kìa Ngọc ơi, trái cây tới. Dừng luôn rồi. Dừng luôn. Dừng luôn cô ơi. Tất nhiên rồi, đặc sản của chợ nổi Cái Răng là các loại trái cây. Và nụ cười hào sảng chân tình của người dân nơi này cũng là một đặc sản. Chẳng nói thách, co ke, bớt một thêm hai. Việc mua bán trên chợ nổi là như thế. Lên mình chỉ được đi vòng vòng vậy thôi chứ không còn làm gì nữa hả? Chợ nổi thì tất nhiên là còn nhiều hoạt động hơn rồi. Du khách ngoài đến đây để ăn sáng uống cà phê như Ngọc với Linh nãy giờ thì sẽ còn tham quan vườn trái cây nè. Nhưng mà đặc biệt sẽ có một món rất là lạ, đó là pizza hủ tiếu. Hả? Pizza hủ tiếu? Pizza tôm nè, pizza mực, bò, heo, thập cẩm, mày nghe rồi.
pizza hủ tiếu là gì ta? Ừ, những cái món pizza Ngọc kể thì nó phương Tây quá rồi đúng không? À. Mình sẽ thử một món pizza miền Tây. Cơ sở làm hủ tiếu truyền thống này đã có tuổi đời gần nửa thế kỷ. Bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị cho riêng mình khi tham gia vào các công đoạn làm hủ tiếu, từ khâu xay bột, tráng bánh, phơi khô đến cắt sợi. Khi đến với pizza Sáu Hoài thì các bạn có thể thử làm những cái hủ tiếu tươi như thế này. Trên tay Linh là hủ tiếu có màu tím là do được làm từ lá cẩm. Toàn bộ màu ở đây là màu tự nhiên. Nhìn thì rất là ngon rồi nhưng mà mình không biết là món pizza hủ tiếu nó sẽ hấp dẫn như thế nào. Thì còn chờ gì nữa mà hãy đến ngay với món ăn này nhé. Ngoài món hủ tiếu nước như nhiều nơi khác, nơi đây đặc biệt có món hủ tiếu chiên giòn khít thịt kia, sữa nước cốt dừa mà du khách nước ngoài gọi bằng cái tên nửa Tây nửa Ta ngộ nghĩnh, pizza hủ tiếu. Một sự phối hợp độc đáo giữa hủ tiếu chiên giòn lên với thịt và trứng, thêm vị thơm béo của nước cốt dừa pha với sữa tươi, ít đậu phộng rang. Thưa quý vị, đây chính là món pizza hủ tiếu. Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là chúng ta sẽ thử xem cái hương vị của món pizza hủ tiếu như thế nào nha. Rồi mời lên. Là lạ nha. Giòn đúng không? Ngon. Ăn pizza với ăn bắp cũng ngon. Nó nghĩ là cái thịt ghê á, nó vừa đủ ngon mà cái trứng cũng ngon, rồi cái hủ tiếu quan trọng là hủ tiếu nha. Hủ tiếu này là lúc mà Ngọc với Linh cùng tráng cũng là bằng cắt đất đó, rất ngon. Nó kiểu như là Tây ta kết hợp đúng không? Đúng rồi. Ngọc ơi, từ sáng giờ ăn như vậy thì Ngọc thấy hài lòng không? Nói chung là Ngọc cảm ơn Linh rất là nhiều bởi vì đã cho mình một cái trải nghiệm trong một buổi sáng mà mình ăn được rất nhiều món luôn. Phải nói là ở miền Tây có rất là nhiều những cái điều thú vị mà nếu ai mà tới đây rồi mà không khám phá những cái điều thú vị này, đặc biệt nhất là về ẩm thực, cực kỳ tiếc. Đúng là như vậy. Nên là hành trình tìm về những món ăn vặt miền Tây của Khánh Linh và Minh Ngọc sẽ còn tiếp tục trong tập sau. Cảm ơn Đức Món Quốc Hải đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Và bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại. THT Media.